Xin chào anh em, tôi là Tài Phạm của kênh Vàng Tài Phạm. Chúng ta mấy ngày nay chúng ta nhìn sản phẩm nhẫn nhiều rồi đúng không? Bây giờ chúng ta qua một sản phẩm mới, đó là một cái đôi bông tai bằng đá peridot. Đôi bông tai peridot này là một đôi cái sản phẩm mà của anh khách hàng anh ấy gửi ra, anh Đức Xuân, Xuân Đức, anh Xuân Đức. Thì tôi nhận được hai cái sản phẩm viên đá của anh đó và tôi lên thiết kế cho anh ấy một cái đôi hoa tai theo cái diện là viền rộng và sử dụng kim cương tấm 2 mm. Chúng ta sử dụng tất cả là 32 viên, nên là trên mỗi cái hoa tai chúng ta là 16 viên. Đây cũng là một trong những cái thiết kế rất đặc trưng, vì hoa tai bản chất thì nó sẽ có một vài cái tuyến thiết kế thôi, một số cái tuyến đặc biệt vô định hình ấy. Thì tôi ít ít giới thiệu với anh chị, tại vì cái lượng người mà sử dụng cái loại hoa tai đấy thì nó hơi khá đặc biệt, hơi đặc thù. Ví dụ trong những cái dịp và trong cái dịp mà lễ hội hoặc là những cái dịp đặc biệt đấy, người ta mặc những cái trang phục đặc biệt thì người ta dùng, còn đa phần chúng ta vẫn sử dụng những bông hoa tai mang tính tiêu chuẩn nhá. Là ví dụ như bông hoa tai như thế này, thì anh chị có thể cùng với tôi để xem một sản phẩm này nhá. Hoa tai của chúng ta nhá, sản phẩm hoa tai này kích thước rất là lớn vì cái viên đá này khá là to. Đây là cái dạng gen này. Dạng gen này là một trong những cái thiết kế tiêu chuẩn của bên tôi, tại vì để mang tính chất là khi anh chị sử dụng ấy nó rất là chắc chắn. Và mỗi cái viên kim cương này thì chúng tôi đã có những cái chấu riêng dành cho nó và sản xuất. Chúng ta có tất cả là 18 viên kim cương trên một cái hoa tai này. Và tôi thấy thông báo về khối lượng ở đây như sau này. Cái lượng vàng mà chúng ta sử dụng ở đây là 1 chỉ 3. Có nghĩa là rơi vào tầm khoảng 0,65 chỉ một cái hoa tai này. Vậy thôi anh chị ạ. Và cái đa tấm kim cương là 2 ly nhá. Thì tôi sẽ kẹp riêng một cái cho anh chị xem này. Đây này. Dần văn phòng cố gắng nhá. Lần sau chúng tôi sẽ có một vài em xinh gái để review cho anh chị. Nhưng bây giờ anh chị thông cảm nhá. Vẫn xem trên một cái nền như mọi ngày. Đấy. Chi phí sản xuất đôi bông tai này là 26 triệu 422 nghìn, không bao gồm đá chủ. Vì đá chủ là khách hàng tìm gửi tới. Thì chúng tôi sẽ cố gắng chúng tôi làm đẹp hơn nữa. Thế nhưng mà như thế này cũng là một bộ tiêu chuẩn rồi. Đây đằng sau anh chị này. Chấu sản phẩm chấu làm riêng. Mỗi cái đài chấu nó có một cái thanh vàng đi lên. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp anh chị trong những video sau. Xin chào và tạm biệt. Tôi là Tài Phạm, kênh Vàng Tài Phạm. Chúng tôi cần thêm sự đóng góp của anh chị về thiết kế để chúng ta hoàn thiện hơn bộ sản phẩm. Và xin chào và tạm biệt anh chị. Anh chị yêu quý thì đăng ký kênh, chia sẻ giúp cái video này ra cho cộng đồng. Okay, xin chào.